Chào mừng các bạn trở lại kênh Duy Tân Food. Đây là món tôm càng nấu cà ri cay, với nguyên liệu chính từ những con tôm càng rất là ngon luôn. Thêm khoai môn nè và đậu bắp, phần nước cốt dừa béo ngậy nữa, với vị cay nhẹ cho món cà ri vô cùng hấp dẫn. Món ăn này các bạn có thể ăn kèm với bánh mì nè, bún cũng rất là ngon luôn. Nếu các bạn nào thích món này xin mời cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Tôm càng để nấu cà ri ngon á, các bạn nên chọn cái loại càng nhỏ á. Thì đó nó là con tôm cái á, thì phần thân á, phần thịt nó nhiều hơn, nó săn chắc hơn là cái loại mà con tôm mà hai cái càng to nha các bạn. Và phần tôm này mình chuẩn bị là 1 kg, mình đã rửa sạch rồi, mình đem đi hấp sơ để mình dễ bóc vỏ hơn. Mình hấp xong mình mới cắt chân cắt râu rồi bóc vỏ luôn. Chuẩn bị một cái nồi hấp là khoảng 2 cây sả, các bạn đập dập cắt khúc cho vào đây để khử mùi tanh của tôm á. Phần tôm hấp xong sẽ rất là thơm luôn. Tiếp tục mình cho hết tôm vào đây mình hấp. Mình chỉ hấp sơ khoảng 5 phút thôi. Chủ yếu mình hấp để cho dễ bóc vỏ các bạn. Và nếu qua công đoạn hấp này nè thì tôm nó khử được mùi tanh nữa. Mình đậy nắp lại mình hấp khoảng 5 phút. Khi nào mà các bạn thấy phần tôm nó chuyển qua màu đỏ hết vậy là được. Vậy là được rồi nè. Mình dở nắp ra mình lấy phần tôm ra ngoài luôn. Tôm sau khi hấp xong mình cho ra ngoài chờ nguội bớt. Các bạn sẽ bóc vỏ nè, cắt rau cắt chân luôn. Càng thì mình chỉ lựa là lấy những càng to thôi. Còn cái nhỏ các bạn bỏ đi cũng không có thịt đâu. Mình bóc cái phần thân ở giữa, mình chừa phần đuôi phần đầu lại. Khi mà hấp xong rất dễ bóc vỏ các bạn. Mình cho hết phần tôm này vào cái thau hơi rộng nè để mình tẩm ướp cho nó dễ. Mình chuẩn bị một muỗng canh hành tím và một muỗng canh tỏi băm nè. Mình lấy mỗi thứ một nửa cho vào đây tẩm ướp. Còn một nửa mình để lại một tí nữa mình phi lên để xào nấu. Cho vào nửa muỗng cà phê tiêu xay. Phần cà ri này là cà ri dầu, mình cho vào một muỗng canh đầy luôn. Nó khoảng nửa hũ các bạn, cái hũ này nó chừng 2 muỗng canh à. Các bạn cho nửa hũ là được rồi. Cà ri bột thì mình cho khoảng 2/3 muỗng canh. Nấu cà ri phải có cà ri dầu mới ngon nha, cà ri bột không nó cũng không ngon đâu các bạn. Đủ hai thứ luôn mới ngon. Và phần này là sa tế tôm, mình cho vào khoảng 3 muỗng canh. Nếu thích các bạn có thể cho thêm cũng được. Nếu mà nhà không có em bé ăn cay được thì mình tăng phần này lên thêm, nó thơm hơn thôi chứ không sao cả. Mình nêm vào đây 1,5 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm và 1 muỗng cà phê muối. Với món cà ri này mình nấu có nước cốt dừa đó, các bạn đừng nên nêm bột ngọt nha. Mình nêm bột ngọt vào nó dễ bị tanh lắm. Và mình đảo đều cái phần này lên, mình ướp khoảng chừng 5 phút là mình nấu được rồi. Tôm này rất là dễ thấm, mình không cần phải ướp lâu. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị những phần còn lại. Mình chuẩn bị một củ khoai cao nè, khoai môn cao các bạn, mình đã bóc vỏ rồi. Nó khoảng 400g đó. Mình cắt khối to nha. Cái phần để nấu chung cà ri này mình chuẩn bị là khoai môn cao nè và đậu bắp. Các bạn có thể thêm cà tím á, nếu thích. Mình chuẩn bị củ khoai môn này là 400g và 300g đậu bắp nữa. Đậu bắp thì mình cắt đầu cắt đuôi và mình cắt khúc dài. Nếu mà thêm cà tím á, thì các bạn giảm bớt phần khoai và đậu bắp lại, nếu không thì nó nhiều quá nha. Hôm nay mình không có sử dụng cà tím. Mình chuẩn bị khoảng 3 cây sả nè, mình đập dập và cắt khúc.
Xong cái phần này mình đem đi xào nấu luôn, không cần phải chờ lâu. Tôm chỉ cần ướp 5 phút là được rồi. Cho vào nồi khoảng 3 muỗng canh dầu ăn nè. Thêm cái phần hành tím và tỏi băm chừa lại lúc nãy đó, vào đây phi thơm. Mình chỉ cần phi cho nó nghe mùi thơm lên là mình cho hết cái phần tôm vào đây mình xào được rồi. Không cần phải phi kỹ nha các bạn. Khi mà hành tỏi nó bốc mùi thơm rồi nè, mình cho hết cái phần tôm mình đã tẩm ướp lúc nãy mình vào đây mình xào. Lúc này các bạn xào dưới lửa lớn nha, cho nó có phần nước ướp á, nó sắc lại và nó thấm gia vị vào con tôm á. Với món cà ri tôm đặc biệt khác một chỗ là các bạn xào tôm rồi mình vớt tôm ra nha, mình không để đây mình nấu luôn, một tí nữa mình cho vào sau. Nếu các bạn nấu chung với khoai luôn á, tôm nó sẽ bị bở đó. Mình do là mình nấu lâu á là tôm sẽ bị bở. Mình xào thấy phần tôm nó thấm gia vị rồi nè, mình sẽ vớt ra ngoài. Do là tôm rất là nhanh chín, mình đã hấp sơ rồi nè, giờ mình xào lại một lần nữa cho nó thấm thôi. Mình vớt ra ngoài hết rồi mình cho hết cái phần khoai vào đây mình đảo sơ cho phần khoai nó thấm gia vị, rồi mình cho nước vào mình nấu. Phần nước là mình sử dụng 500 ml nước dừa tươi và 200 ml nước lọc. Nếu các bạn sử dụng 700 ml nước dừa tươi hoặc là nước lọc luôn cũng không sao. Còn phần nước cốt dừa mình sẽ cho vào cuối cùng nha. Này mình cho 500 ml nước dừa tươi và 200 ml nước lọc nè. Cái phần sả cây đập dập á, đáng lý ra là mình cho vào lúc mình phi hành tỏi nha các bạn. Nhưng mà do mình bị quên đó, giờ mình mới cho vào nè. Chắc là do mình bị Covid á, xong rồi nó bị mất trí nhớ hay sao á, giờ nó quên lẫn lộn xộn hết trơn các bạn. Các bạn nên cho vào phi chung với hành tỏi thì nó sẽ thơm hơn nha. Nhưng mình lỡ quên rồi các bạn thông cảm, mình cho vào trong lúc này. Cho nước vào rồi mình đậy nắp mình nấu khoảng 5-7 phút, mà khi nào các bạn thấy cái phần khoai nó vừa mềm á là mình cho phần tôm vào. Mình thử thấy khoai nó mềm rồi nè là mình cho hết phần tôm mình đã lấy ra lúc nãy. Lúc này các bạn nấu với lửa trung bình thôi. Mình nhớ tráng cái thau để lấy hết gia vị nha. Tiếp tục mình cho đậu bắp vào đây luôn. Cho đậu bắp vào xong mà cuối cùng là mình nấu sôi lại rồi nè, mình sẽ cho 300 ml nước cốt dừa vào. Cái này là nước cốt nhất nha các bạn. Cho nước cốt dừa vào mình chỉ đảo sơ rồi nấu cho nó sôi lại là mình có thể tắt bếp được rồi. Từ lúc cho nước cốt dừa vào các bạn không nên nấu lâu nha. Nó vừa sôi lại là mình tắt bếp. Khi cho nước cốt dừa rồi vào rồi á, các bạn nấu lâu nó rất là dễ anh đóng ván á. Vậy là mình có thể tắt bếp dọn ra được rồi đó các bạn. Món cà ri thì dùng nóng mới ngon nha. Và cà ri sẽ được ăn kèm chung với bún nè, hoặc là bánh mì. Khi dọn ra các bạn nhớ dọn kèm chung một chén muối ớt nữa, rất là ngon luôn. Món cà ri này các bạn có thể dùng để đãi tiệc nè, hoặc là chiêu đãi gia đình vào dịp cuối tuần. Chúc các bạn thành công với món ăn này nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.